Hello, chào bạn quay trở lại với channel của mình. Sau khi mình đã nghiên cứu, tìm tòi ở Gulu và mình đã quyết định làm cái video này. Nếu như các bạn search cái cụm từ khóa mình đặt ở dưới tiêu đề laptop ra đời như thế nào thì nó sẽ cho các bạn 17.900 kết quả. Và cái câu hỏi đó không biết là các bạn có thắc mắc không, nhưng mà mình thật sự thắc mắc là cái chiếc laptop mà mình hay dùng thường xuyên như thế này nó ra đời như thế nào. Và đó cũng là cái lý do mình cho ra cái video ngày hôm nay. Và cũng như có một câu chuyện để mình chia sẻ cho bạn trong cái mùa dịch. Và không để các bạn chờ lâu nữa, chúng ta cùng bắt đầu video nha. Video này mình sẽ nói về cái sự ra đời của laptop như thế nào và tại sao cái cụm từ laptop lại được ra đời. Vào năm 1946, chiếc máy tính được ra mắt và đã mang rất là nhiều những cái thay đổi đáng kể trong cuộc sống, nhưng nó lại giống như một cái chiếc máy khổng lồ rất là to và thụ động. Và theo cái sự phát triển của xã hội cũng như là mong muốn sử dụng của con người, muốn có một cái chiếc máy tính có thể mang đi mang lại và mang tính di động hơn. Từ đó các dòng máy tính laptop bắt đầu được ra đời. Và sau khi tìm hiểu, mình đã đưa ra 10 cái mốc lịch sử rất là quan trọng trong cái việc hình thành và phát triển của laptop. Wow, 10 mốc lịch sử phải gọi là rất là dài ở cái video này, nhưng mà mình sẽ tóm gọn lại để chúng ta có một cái nhìn khái quát nhất. Chúng ta cùng đi vào cái mốc lịch sử đầu tiên. Vào tháng 6 năm 1981, chiếc máy tính được lấy tên từ công ty là Osborne One được thương mại hóa và quảng cáo có thể xách tay và sử dụng màn hình CRT rộng 5 inch với giá 1.795 USD. Tuy nhiên, chiếc máy này nặng tới 10,44 kg và có ngoại hình nhìn chung rất là đồ sộ. Ở giai đoạn thứ 2 vào tháng 4 năm 1982, chiếc máy tính mang tên Grid Compact ra đời sau gần 1 năm chiếc Osborne ra mắt với giá là 8.100 USD với cái dáng gập và màn hình rất là mỏng, rất là gần với thiết kế từ thời điểm hiện giờ. Trọng lượng của nó hơn 4 kg nhưng mà vẫn chưa được sử dụng rộng rãi vì một số những cái chức năng và cái hệ điều hành của nó. Cũng tại thời điểm đó năm 1982, chiếc Compact Portable, một cái tên mang ý nghĩa là có thể xách tay, với trọng lượng là 12,3 kg với giá 2.995 USD được ra mắt và thiết kế như một cái máy tính để bàn thu nhỏ có thể mang đi. Và chúng ta có thể nhìn thấy cái dây nối với bàn phím của nó trông như là một cái dây điện thoại để bàn. Tiếp đến vào năm 1983, cũng là ở cái giai đoạn thứ 3, chiếc TS-80 model 100 ra đời với kiểu dáng không khác gì chiếc máy tính bỏ túi bấm bấm, với cái hiển thị đơn sắc và chỉ hiển thị được 8 dòng text, nhưng mà nó lại rất là chuộng với những cái cánh nhà báo ưa chuộng vì cái độ nhẹ nhàng của nó. Và chưa dừng lại ở đó, vào tháng 9 năm 1989, có lẽ là một cái dấu ấn vô cùng lớn khi mà công ty Apple diện sản phẩm của mình với chiếc laptop Macintosh Portable với giá 6.500 USD. Sản phẩm có màn hình có độ sắc nét cao hơn rất là nhiều so với những cái chiếc laptop ở thời điểm hiện tại và được đón nhận rất là lớn từ các iFan của Apple. Nhưng mà chỉ sau một tháng, ngày 16 tháng 10 năm 1989, có một chiếc laptop đã làm xoay chuyển tất cả cái sự đón nhận với cái dòng Apple, đó chính là chiếc Compact LTE. Nếu như các bạn chưa biết LTE là gì thì LTE là một cái mẫu laptop có đầy đủ các chức năng của một chiếc máy tính để bàn trong cái hình dáng với trọng lượng là 2,8 kg và được bán với giá là 2.999 USD. Wow, bắt đầu có một sự cạnh tranh đáng kể ở những cái dòng laptop. Vào giai đoạn thứ 5, ngày 21 tháng 10 năm 1991, Apple PowerBook là cái chiếc máy được ra mắt đánh dấu sự quay trở lại của Apple gồm 3 phiên bản với giá dao động từ 2.500 đến 2.900 USD. Tất nhiên là với cái hệ điều hành riêng Macintosh, nhưng mà với cái cải tiến hơn và cũng được hưởng ứng rất là rộng rãi. Trong giai đoạn này, nước mình có lẽ là đang trong cái công cuộc xây dựng đất nước, nên có lẽ là những cái mẫu laptop như vậy thì vẫn được chưa được là phổ biến lắm. Tiếp theo đó là vào giai đoạn thứ 6 và thứ 7, lần lượt những năm 1992 và 1995, cho ra mắt những cái dòng ThinkPad 700C và 701C. Với dòng laptop 700C là cái chiếc laptop đầu tiên trang bị cái màn hình màu, còn chiếc 701C tuy là không được bán chạy nhưng mà cái bàn phím thiết kế kiểu dáng con bướm tạo ra một cái dư chấn và còn được trưng bày ở Bảo tàng Nghệ thuật Đương đại ở New York, Mỹ. Và vào năm 2001, ở giai đoạn thứ 8, một bước đột phá của Apple với chiếc máy Apple PowerBook G4 là cái dòng sản phẩm thành công 5 năm liên tiếp cho đến khi Apple quyết định chuyển sang dùng con chip của Intel. Và đến với năm 2002, giai đoạn thứ 9 đã đánh dấu một cái bước ngoặt khi chiếc Acer TravelMate C100 với màn hình có thể xoay lật cảm ứng 360 độ. Và đến cái giai đoạn thứ 10,
năm 2008 chiếc MacBook Air rất là tiệm cận ở thời điểm hiện tại rồi, được ra đời và là một trong những cái chiếc laptop mỏng nhất thời bấy giờ với chiều dài gờ máy chỉ 4mm và nặng 1,36kg. Pin có thể tháo rời và tích hợp thêm cái ổ đĩa DVD. Wow! Và tại cái thời điểm này, tháng 2 năm 2008 cũng ra mắt cái chiếc Lenovo ThinkPad X300 cực kỳ mỏng với trọng lượng 1,4kg. Và đó là 10 cái mốc lịch sử đánh dấu cái sự hình thành và phát triển của laptop. Và tất nhiên là đến năm 2008, và từ năm 2008 cho đến thời điểm hiện tại thì có rất nhiều những cái chuyển biến mới mẻ, từ sự thay đổi từ chip, từ main, từ card. Thật sự là những cái sự thay đổi đó đều là tốt cho chúng ta, đều là tốt cho người dùng thôi. Và nếu như các bạn muốn tham khảo những cái mẫu laptop để sử dụng trong cái thời điểm hiện tại thì bạn có thể click vào đường link mình để ở dưới phần mô tả vào cửa hàng Z100 của chúng mình. Và các bạn có bất kỳ những cái thắc mắc hay là những cái comment gì, các bạn hãy để lại ở dưới phần bình luận. Đến tận giây phút này, các bạn xem đến giây phút này thì quả thật là chúng ta rất là kiên trì và mình cảm ơn cái điều đó. Các bạn hãy nhớ like và subscribe kênh của mình để kênh của mình có thể đạt được 1.000 subscribe. Thật sự cảm ơn các bạn rất là nhiều. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào, bye bye.